Chào các em, thầy tiếp tục giải luôn cái lớp 7 vòng 2 luôn, không? Tranh thủ luôn chứ giờ lại đang rảnh không làm cái là bận cái nữa lại các em lại phải chờ đợi nữa mất công. Nhiều em là cứ chờ đợi thầy mỏi mòn, thầy cũng áy náy quá ha. Các em thông cảm nha. Rồi, bắt đầu vòng 2. Tranh bí ẩn. Cái này thì sao tôi cũng quên mất. Chọn câu hỏi rồi chọn cái đáp án bên này đúng không? Giờ thầy chọn câu hỏi 1 đi. Rồi bấm. Cái này cứ bấm máy thôi các em. 3 nhân cho 17 trừ 9. Ở dưới là 3 nhân 16 cộng 15. Thì nó bằng 2/3. 2/3 thì rút gọn này đây. 4/6 rút gọn 2/3. Đấy. Câu hỏi số 9 cho vui. Cái này bấm thôi, trời ơi. 210 là 1, cộng 2, cộng 4, cộng 8. Nó ra 15. Đây, 214 là 16, trừ 1 là 15. Cái này bấm luôn. 1/3, trừ cho 1/5, cộng cho mở ngoặc. 2/3, trừ cho 4/5, cộng cho 3/7. Nó sẽ ra 3/7. Đây, tôi nghi cái này. Các em rút gọn cái đó thử coi ra 3/7 không? 30303. 70707. Chuẩn luôn. Đúng con mực luôn, chuẩn con mực luôn. Rồi, câu số 3. Số phần tử của tập hợp này, trời ơi, toán lớp 6 hỏi con nít các em. Số phần tử tập hợp này sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là 6 phần tử, đúng không? 6 phần tử thì không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là cái này được. Đây, ước chung lớn nhất của 12 và 18 sẽ là 6. Câu số 5, 3/3 thì bằng 27. Thấy không? 27. Tổng tất cả các số nguyên, không thể là cái này 27 được, cái này không thể 27 được, cái này cũng vậy. 27, mũ 3 thì không thể nào bằng 27 được. Cái này thì không thể, như vậy chỉ có cái này thôi các em. Nhưng mà đang bồi dưỡng kiến thức, thầy sẽ cho các em hiểu là tại sao là đáp án đó. Tổng các số nguyên x trừ 13 nhỏ hơn vậy, ta bắt đầu lấy từ trừ 12. Trừ 12 cộng cho trừ 11. Cộng vân vân. Cộng cho đến 11 cộng 12 cộng 13 và cộng cho 10, 14, không được lấy 15 nha. Vậy là từ 12 cho tới trừ 12 là nó giết nhau chết nè. Trừ 12 với 12 là giết, trừ 11 tới 11 là giết nhau, trừ 10 tới 10 giết nhau, vậy cuối cùng còn hai này sống thôi. 13 với 14 cộng lại thì không phải 27 chứ bằng cái gì. Rồi, tốt. Câu số 7, trời bấm máy thôi các em. 1/2 cộng cho 1/3 cộng 1/5. Nó bằng 31/30. Không thể là cái này, không thể là cái này. Đây là số nguyên mà, không thể là cái này. Vậy chỉ còn hai cái này thôi ha. Thầy nghi cái này nè. Thử đi, 31/30. 1/10 cộng cho 13/15. Rồi lấy 2 trừ cho đáp án đó. Đúng luôn. Đây các em. Câu số 4. Vậy là cái này ha. 16/81. Câu 2, số nguyên tố lớn nhất mà có một chữ số thì đó là số mấy nhỉ? Số 7 nè. Số 7 là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số. Số nguyên tố lớn nhất có một chữ số. Rồi, ước chung lớn, ước chung của 13 với 17. Rồi câu hỏi kỳ cục vậy trời. Số giá trị x nguyên 18 chia 39. Hình như là đáp án này. Như đáp án này 18/39 nhỏ hơn x trên 13 nhỏ hơn 16/26. Giờ thầy quy đồng là khỏe nhất. Thầy quy đồng nha. 18 mà thầy chia cho 3
18 mà thầy chia cả tử và mẫu cho 3, đúng không? Thì được 6. 39 chia 3 được 13. Còn này thì chia cả tử và mẫu cho 2 thì được 8 ở trên, 13 ở dưới, ok luôn. Ok con dê luôn. Ba cái mẫu giống nhau thì vứt như vậy ra 6 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 8. X là số nguyên, lớn hơn 6, nhỏ hơn 8 thì đó chính là số 7 rồi. Vậy đó chính là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số luôn, hai cái này ha. Còn câu nữa. Giá trị ít nguyên thỏa mãn. Rồi 6/5 nhỏ hơn x trừ cho 3/2 nhỏ hơn 12/5. Rồi ba phe này thầy lấy mỗi phe thì phe thứ nhất nhỏ hơn phe thứ hai, nhỏ hơn phe thứ ba, thì thầy lấy phe thứ nhất cộng cho 3/2, thầy cũng lấy phe thứ hai cộng cho 3/2, thầy lấy phe thứ ba cộng cho 3/2 luôn. Thì phe thứ nhất mới vẫn nhỏ hơn phe thứ hai mới, vẫn nhỏ hơn phe thứ ba mới thôi, đúng không? Rồi giờ mình cộng thôi. 6/5 mà cộng cho 3/2, 6/5 cộng cho 3/2 thì nó ra 2/7 các em. Còn bên này x mà trừ 3/2 rồi cộng 3/2 thì coi như là bằng x trở lại quê đó. Trừ cái đó rồi cộng cái đó coi như đâu có thay đổi. 12/5 cộng cho 3/2 thì được 3,9. Đó, tóm lại là x lớn hơn 2,7 và nhỏ hơn 3,9. Số nguyên nào lớn hơn 2,7 nhỏ hơn 3,9 đó chính là số 3 nha, số 3. 3 mũ 3 bằng 27, vậy đáp án này chính là đáp án này kìa. Vậy thôi. Xong. Bài thi số 2. Đập dế. Bấm máy kìa. 1/2 trừ cho 1/4 cộng cho 1/8 bằng 3/8. Mày hở bưởi. Rồi cái này bấm máy luôn kem. 3,1 trừ cho mở ngoặc 5,6 cộng 2,1 cộng cho mở ngoặc 2 trừ 5,6 đóng đóng trừ 1. Mày hả dế. 20% của 15 thì em lấy 15 nhân cho 1/5 thôi, nó bằng 3 ha. Để dễ quá. Cái vòng số 1, vòng thi số 1 thấy có vẻ dễ hơn đấy. Rồi cái này các em lấy 15 kiêm 7 trừ đi 1/2, số bị trừ trừ đi hiệu là ra 23/14. X chia đôi thì bằng x phần 2, tức là x chia đôi bằng 23/14. Như vậy lấy cái 23/14 này nhân đôi là ra x, vậy là x là 23/7 ha. 1 sọt cam có 64 quả, bán đi 1/4, vậy còn lại bao nhiêu? Trời đất ơi, hỏi toán lớp 6 à. 64 chia 4 là được 16, 1 phần là được 16, còn lại 3 phần là nhân 3, vậy 48 quả. Tiếp tục cái bài này, các em nhớ những cái bài toán mà có số mũ nó nhảy lên mũ nó nằm á, thì thầy đã hướng dẫn kỹ trong cái khóa học hè, cũng khóa học thêm toán hè, cũng như là cái khóa học V71 các em nhé. Các em nên đăng ký khóa học V71. Đó, đăng ký khóa học V71 để mình nắm được những cái kiến thức về lũy thừa ha. V71 nằm đây này. Đây các em đăng ký vô đây ha là được. Cách đăng ký học toán thì nhấp vô đây, cách đăng ký học Wimbit thì nhấp vô đây. Còn muốn xem thông tin cái trang web của thầy có những khóa học nào mới thì các em nhấp vô đây nhé. Rồi trở lại bài. Bây giờ thầy sẽ ráng sức biến hai vế hai bên dấu bằng
thành hai lũy thừa giống nhau phần cơ số nhé. 8 mũ 5 là thầy sẽ đổi thành 2 mũ 3, tất cả mũ 5. 4 mũ x là thầy đổi thành 2 mũ 2, tất cả mũ x bằng 2 mũ 21. Hôm trước thầy chưa có vội giải vòng 1, vòng 2 bởi vì có nhiều kiến thức các em chưa học đâu. Nhưng mà đến hôm nay thì các em học nhiều kiến thức rồi. Thì bây giờ thầy giải vòng 1, vòng 2 thì thầy hướng dẫn mấy cái vòng này, may ra các em mới hiểu nè. Đây là lũy thừa của lũy thừa nè, thấy không? Rồi, như vậy nó sẽ là bằng là 2 mũ 15. Còn bên kia là 2 mũ 2x. Này là bằng 2 mũ 21. Tiếp tục. Bây giờ thầy sẽ nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta sẽ có là 2 mũ 15 cộng cho 2x thì bằng 2 mũ 21. Rồi theo khóa học V71. Theo khóa học V71 thì hai lũy thừa bằng nhau rồi mà giống nhau phần cơ số thì số mũ phải bằng nhau. Vậy ta có 15 cộng 2x sẽ bằng 21. Từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng 21 trừ cho 15 là được 6, rồi chia đôi thì được 3, x sẽ bằng 3 ha. Đó, giờ các em mới đủ kiến thức hiểu được những cái này. Lấy 1/3 trừ cho 1/4 là được 1/12. Như vậy nghịch đảo của 1/12 sẽ là 12. Đọc đề cho kỹ nha, chứ chọn 1/12 là té bô ha. Cái này dễ quá hả? Tỷ số giữa A và B là 3/7. Tức là A trên B bằng 3/7 nè. 3/7. Tỷ số giữa C và B là bằng 15/14. Hỏi tỷ số giữa A và C. Giờ thầy lấy hai cái này nhân nhau đi. A trên B nhân cho B trên C đi. Nhân với nghịch đảo. A trên B là bằng 3/7. Còn B trên C sẽ bằng 14/15. Bởi vì C trên B là bằng 15/4. Vậy từ đây các em coi nè. B rút gọn với B, thấy không? Thì chỗ này nó còn lại là A trên C. Các bạn, A trên C. Rồi 14 rút gọn với 7 là còn 2 ở trên, 2/5. Vậy là A 2/, C 5/. Vậy tỷ số giữa A và C là 2/5. À. Còn nếu người ta hỏi tỷ số giữa C và A thì nó là 5/2 nha. Có chừng lộn các em. Trên trục số điểm trừ 13/9. 13/9 thì nó cỡ 1/4, nghĩa là -1/4. -1/4 thì nó sẽ nhỏ hơn -1. Và nó lớn hơn -2 các bạn. Phải hiểu chỗ này là ha. Vậy cái điểm trừ 1/4 là nằm bên trái điểm -1. Như vậy cái này không thể nào đúng rồi nè. Nằm bên trái điểm 0 luôn, nhỏ hơn 0 mà. Cái này là không phải rồi. Như vậy là cái này thôi. À, giữa là ở vùng giữa chứ không phải chính giữa trung điểm đâu các em nha, đừng có lo. Để đánh số cho cái bài này làm hoài, chán quá. Các em coi lại cái vòng 1 của thầy nha. Vòng 1 của thầy có hướng dẫn về bài này rồi ha. Cái vòng 1 là từ trang 1 cho tới trang 9 là có 9 trang. Mỗi trang 1 chữ số là bằng 9 chữ số này nè. Từ trang 10 cho tới trang 99 là có 90 trang. Mỗi trang có 2 chữ số nhân ra là 180 chữ số. Rồi từ trang 9, trang 100 cho tới trang 999. Thấy không? Thì sẽ có 900 trang nhân cho 3 là bằng 2007. Rồi trang 1000 để đánh số trang 1000. Trang 1000 thì cần 4 chữ số. Vậy các em cộng đi, 9 cộng 108 cộng 2007 lẻ 4. 9 cộng 108 cộng 2007 lẻ 4. 2893. Đây các bạn. Lại xong bài thi số 2 với số điểm tối đa.
Hả? Các em nhớ sắp tới thầy lại mở những khóa học thêm toán ha, song song với chương trình trên lớp của các em. À, sẽ có thông báo trên này, các em đăng ký vô nộp học phí là bài học nhận hàng tuần, mỗi tuần ta nhận bài đại số và bài học, tuần nào cũng vậy hết. Và những cái em mà ở mùa hè đăng ký thầy mà thầy bị ốm, thầy dạy chưa kịp mấy tuần cuối á, thì thầy sẽ gửi tiếp cho các em mà mấy cái tuần đó bù vô đây, và hết mấy tuần đó thì coi như là thầy xong nợ với các em ha. Rồi còn đăng ký học giải toán trên mạng thì các em cũng đăng ký trên này. Nhớ là thầy sẽ có hai chế độ dạy, một là dạy toán học thêm toán, hai là dạy giải toán trên mạng internet. Giải toán trên mạng internet thì thầy đã mở rồi, các em học lúc nào cũng được, còn học toán thì thầy sắp mở thôi nhé. Rồi tao bắt đầu cái vòng này sẽ khó lắm. Tỷ số phần trăm của hai số 5 và 20 là gì? 5 phần 20 thì sẽ là 25%, đúng không? Nhân cả tử và mẫu cho 5 thôi. 5, 5, 25, 5, 20, 25%. Rồi. Này, số hơi nhỏ, phóng to lên làm cho nó sướng kìa. Trong tập hợp này, số nguyên âm là, trời ơi, hỏi nít, trừ 2 là số nguyên âm gì nữa? Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1, vậy nó chỉ có một ước chung thôi. Không. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có mấy ước chung? Không. Thầy đang băn khoăn là ước âm có tính hay không nhé. Hai số nguyên tố cùng nhau là ước chung lớn nhất là bằng 1. Như vậy nó còn một ước nữa là trừ 1 các bạn. Ờ, mình coi như là số dương này kìa. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có một ước chung. Rồi, đúng rồi. May quá. Rồi, cái này các em giải bình thường thôi. 1 3 phần 8 trừ cho 1 phần 3. Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu thôi. 25 phần 24. 25 phần 24 các em. Bài toán đề toán cũng khá mềm nhỉ. Tỷ số giữa A và B, cái này nãy giờ thầy làm nhiều nhiều lần nữa các em nhé. Các em tự làm đi. A trên B là bằng 5 phần 8 phần. Còn C trên B là bằng 15 phần 26 phần. Như vậy tỷ số giữa C và A, thầy lấy C phần B, thầy lấy C phần B, thầy nhân cho B phần A. Làm này cho mấy đứa coi luôn. C phần B mình nhân cho B phần A. C phần B nhân cho B phần A. C phần B là bằng 26 phần 15 này. Nhân cho B phần A. Đâu có. C phần B là 15 phần 26 chứ. C phần B 15 phần 26. Nhân cho B phần A là bằng 8 phần 5. Cẩn thận nha, có chừng lộn lộn á. Rút gọn kìa. 15 phần 26 nhân cho 8 phần 5, vậy là 12 phần 13. Tỷ số giữa C và A là 12 phần 13. Đó. Cái này chính là C phần A nè, 12 phần 13.
một người đi bán cam. Chà, một người đi bán cam. Để nháp vào kìa. Ngày đầu bán được 2/7. 2/7. Vậy là còn lại là 5/7. 5/7 số cam. Ngày thứ hai bán được 3/5 số cam còn lại. Như vậy là sẽ còn lại là 2/5 của 5/7. Không? Và ngày thứ ba bán nốt 14 quả. Như vậy cũng dễ. Bây giờ thầy hướng dẫn như này nè. Gõ số cam. Thầy gọi số cam là x. Đúng không? Ngày đầu. Ngày đầu. Sau ngày 1. Còn sau ngày 1 chúng ta sẽ còn lại là 5/7 x. Đúng không? Sau ngày 2. Còn ngày đầu bán 2/7 x, như vậy còn lại 5/7 x. Ngày thứ hai bán 3/5 thì còn 2/5. Vậy là còn 2/5 của 5/7 x. Đó. Và đó chính là 14 quả còn lại đó kìa. Đây nè, cái phần này chính là 14 nè. Không? Đó. Như vậy là từ đây mình có là 5 rút gọn với 5, vậy ta có là 2/7 x thì bằng 14. Từ đây x các em tự tìm. X sẽ bằng 14 chia cho 2/7. Vậy nó ra 49 quả. Không? Số cam người đó đem bán là 49 quả. Không? Vậy thôi. Rồi bấm luôn. Trừ 8/5 cộng cho trừ 12/7 thì nó sắp xỉ trừ 3/3. Trừ 3/3 tôi làm nháp bên này nha. Còn trừ 7/2 là trừ 3/5 đó. Trừ 3/5 cộng cho 3/5 = 3/5 là bằng trừ 2/9. X nằm vô giữa đó. Số nguyên rơi vô giữa vùng này đó chính là số âm 3. Âm 3 thì nhỏ hơn âm 2/9, âm 2/9 và lớn âm 3/3. Chuẩn luôn. Đề cũng mềm ha. Hy vọng là vòng 3 sau này sẽ khó hơn. Số có 2 chữ số nhỏ nhất chia 2 - 1, chia 3 - 2, chia 5 - 3. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn bài này như sau. Cái bài này số nó nhỏ thì mình mò luôn kìa. Thầy gọi số đó là x. Thì các thấy x chia 2 - 1. Vậy nếu x cộng 1 thì sẽ chia hết cho 2. Rồi x chia 2, chia 3 - 2. Vậy x cộng 1 thì cũng sẽ chia hết cho 3. Đúng không? Vậy suy ra x cộng 1 là sẽ chia hết cho 6. Bởi vì số 2 và số 3 là nguyên tố cùng nhau nè. X cộng 1 mà chia hết cho 6 thì suy ra x cộng 1 á là nó có khả năng là bằng 12. 18. Đó, 6 2 12 6 3 18. 24. 30. Vân vân. Vậy từ đây suy ra x có khả năng là bằng gì? 11. 17. 23. 29. Bớt đi một đơn vị thôi. Bây giờ những số này số nào chia 5 - 3? Càng nhỏ càng tốt các em nhé. Chia 5 - 3, các em lấy 11 chia 5 á, là - 1. 17 chia 3 là - 2. 23 chia 5 là - 3. Vậy là số 23. 23 chia 2 - 1. Không. 23 chia 3 là được 21. - 2 đúng rồi. Chia 5 - 3 đúng luôn. Đúng luôn. Và còn số nào nữa không chứ? Hết rồi. Đúng số 23 luôn.
Rồi. Ước chung lớn nhất của 30, 75 thì thầy nghĩ là số 15. Các em tự giải nha. 30 thì chia hết cho 30, nhưng mà 75 không chia cho 30, vậy thầy giảm xuống. 30 chia cho 15 thì 75 cũng chia cho 15. Mà 105 cũng chia hết cho 15, vậy ước chung lớn nhất là 15. Lâu nhỉ. Bội chung nhỏ nhất. Vậy thì ta lấy 75 thì nhân đôi thử coi, 150. 150 là chia hết cho 30 nè, đúng luôn. 105 nhân đôi 210. 210 chia cho 75 không được. Vậy 105 nhân 3. 105 nhân 3 là 315. 315 chia 75 không hết. 105 nhân 4 402. 420 chia 30 hết. 420 chia cho 75 không hết luôn. Vậy là 105. Các em phân tích thành thừa số nguyên tố cũng được ha. Phân tích thành thừa số nguyên tố cho nó đỡ mệt đi. Em nào chưa học cái khóa học V71 thì làm ơn học gấp nha. Làm mấy bài nào mới dễ. 30. Thầy phân tích thành thừa số nguyên tố nè. Là bằng 2 x 3 x 5. Đó là 30. Còn 75. 75 thầy phân tích thành thừa số nguyên tố. 3 x 5 mũ 2. Cuối cùng là 105. Phân tích thành thừa số nguyên tố. 3 x 5 x 7. Rồi, như vậy suy ra là bội chung nhỏ nhất sẽ bằng 2 x 3 x 5 mũ 2 và nhân cho 7. Nhân đi các em. 2 x 3 x 25 nhân 7 là bằng 1050. Xong. 2 3 5 mũ 2 nhân 7 1050. Thử lại coi. 1050 chia cho 105 là chắc chắn được rồi. Chia 75 cũng được. Chia 3 cũng được ha. Vậy thôi. Ok. 1050 các em. Rồi, các em nhớ theo dõi thường xuyên cái trang web của thầy để đăng ký học thêm toán kèm trên lớp. Còn cái giải toán, đăng ký giải toán trên mạng V71, V72, V73 thì thầy đã mở sẵn rồi. Các em cứ đăng ký học ha. Khi nào tới vòng huyện, vòng tỉnh thì các em đăng ký cái vòng cao hơn. Và thầy sẽ ra một số cái khóa học phù hợp với lại cái ngân hàng đề của khối 7 năm nay. Thì Bộ Giáo dục họ đang rà soát lại. Sắp tới họ sẽ thay đổi cái hình thức thi cũng như cái cách thức thi, có thể nó sẽ khó hơn. Đó, nó vẫn có vòng huyện, vòng tỉnh, vòng quốc gia như bình thường các em nhé. Và nếu các em thi tốt thì các em có thể tham gia thi quốc tế ở cái mạng Global Viewbit đó. Ha. Rồi, tạm biệt các em. Nhớ theo dõi trang web của thầy. Vòng 3, vòng 4 trở đi thầy sẽ gửi cho các em một cách đều đặn. Yên tâm ha, hãy yên tâm.